Cùng với sự cải thiện đáng kể về sản lượng xe bán ra trong 9 tháng qua so với cùng kỳ năm 2012, trong buổi ra mắt dòng Panamera thế hệ mới hôm 10 tháng 10, thì đại diện Porsche Việt Nam cho biết riêng phân khúc ô tô hạng sang cũng đã ghi nhận sự đi lên tích cực. Chính sách ngành ô tô thiếu ổn định, mức thu nhập bình quân đầu người và điều kiện đường xá hạn chế tại Việt Nam là những lý do khiến thị trường ô tô diễn biến bấp bênh. Trong đó, phân khúc xe hạng sang lại càng dễ chịu tác động. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các nhà sản xuất và phân phối tin rằng phân khúc hạng sang vẫn có sự phát triển nhất định bởi nhu cầu gia tăng của nhóm khách hàng thu nhập khá. Ông André Klingler, tổng giám đốc công ty Porsche Việt Nam cho biết, kinh doanh của Porsche tại Việt Nam đang có tiến triển khả quan. Từ đầu năm đến nay, hãng này đã bán ra được 90 xe ra thị trường, ước tính doanh số cả năm 2013 sẽ vượt mốc 100 xe. Chỉ riêng dòng Panamera thế hệ mới vừa về đến Việt Nam vào cuối tháng 9 cũng đã có hơn 20 hợp đồng được ký kết. Phân khúc ô tô hạng sang tại Việt Nam đang tăng trưởng với nhiều dấu hiệu tích cực. Đó cũng là một lý do mà tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để ra mắt Panamera thế hệ mới. Nhu cầu tiêu thụ ô tô hạng sang đang gia tăng. Tôi tin rằng thị trường ô tô năm nay phát triển tốt hơn năm ngoái. Porsche Việt Nam cho biết, Panamera thế hệ mới với 10 phiên bản được giới thiệu có thể tiết kiệm nhiên liệu tối đa lên đến 56%, trong khi vẫn đảm bảo các tính năng và tiện nghi khi vận hành. Một trong những nét nổi bật của Panamera thế hệ mới là động cơ V6 3.0 cùng bộ tăng áp kép. Đây được xem là sự thay thế lý tưởng cho động cơ V8 4.8 lít trong các phiên bản Panamera S và 4S trước đó. Cùng với đó, thiết kế bên ngoài của xe cũng mang phong cách thể thao hơn bằng những đường nét gọn gàng, sắc nét và các chi tiết bổ sung.